Mèo hay giúp phòng chống da tay nhăn nheo, xấu xí. Da tay nhăn nheo và khô khi vẫn còn trẻ có thể là do thiếu chất dinh dưỡng và không có chế độ chăm sóc phù hợp. Mẹ và cuộc sống sẽ hướng dẫn bạn các cách đơn giản giúp phòng chống da tay nhăn nheo, xấu xí. Hãy cùng tham khảo nhé! Nguyên nhân khiến da tay nhăn nheo và khô. Trong thực tế, có nhiều người còn rất trẻ nhưng da tay, da chân nhăn nheo và khô như da người già. Da khô do rất nhiều nguyên nhân, kể cả yếu tố nội tiết và di truyền. Tuy nhiên, phần lớn là do chế độ ăn uống hàng ngày không đủ dưỡng chất. Nếu kiên trì theo đuổi một chế độ ăn đầy đủ dưỡng chất, có thể cải thiện được làn da trong vòng vài tháng. Để dưỡng da, không cần dùng đến các loại kem tốn kém. Mỗi ngày, bạn chỉ cần dùng một ít dầu mè, dầu ô liu hoặc dầu phộng. Dùng 3-4 giọt, thoa lên tay, rồi xoa khắp các vùng da khô trước khi đi ra ngoài, trước khi đi ngủ và sau khi tắm rửa. Lưu ý rằng, da tay, da chân thường khô nhiều hơn các vùng da khác. Do tim mạch yếu nên không đưa đủ máu đến tứ chi, nơi xa quả tim nhất để nuôi dưỡng chúng. Vì vậy, cần thực hành một số động tác giúp máu lưu thông đến tứ chi. Ví dụ, bạn nằm ngửa và đạp hai chân lên trời như đang đạp xe đạp. Thực hiện 20 phút một lần, mỗi ngày thực hiện từ 3-4 lần. Đưa hai tay lên khỏi đầu trong 60 giây rồi buông xuống, thực hiện 10-15 lần một ngày. Dùng thực phẩm. Bạn cần ăn uống cân bằng dưỡng chất. Chất đạm có trong thịt, cá, trứng, đậu phụ, v.v. cần thay đổi món cho đa dạng. Chất bột có nhiều trong ngũ cốc, khoai củ, v.v. tùy nhu cầu vận động nhiều thì ăn nhiều. Chất béo cần trung bình 1,5 gram cho mỗi kilo cân nặng của bạn. Ví dụ, nếu một người 20 tuổi nặng 50 kg thì nhu cầu hàng ngày tối thiểu là 50 gram dầu mỡ, kể cả mỡ có trong thịt cá. 50 gram chất béo này gồm 25 gram là mỡ và 25 gram gồm dầu mè, dầu phộng, dầu nành, dầu hướng dương, v.v. Cung cấp rau quả tươi cho cơ thể mỗi ngày 200 gram rau lá lục đậm như mồng tơi, xà lách, rau dền, bồ ngót, rau lang, cải bẹ xanh, rau chân vịt hay còn gọi là cải mớ xôi, v.v. 100 gram củ quả màu vàng, đỏ, cam như cà chua, cà rốt, đu đủ, khoai lang vàng, bí ngô, khoai lang tím, cam, quýt. Và 200 gram quả chín như ổi, dâu tây, dưa hấu, thơm, xoài, v.v. Nước rất cần cho người da khô. Nước từ các rau quả tươi ăn sống được càng tốt như cam, quýt, bưởi, củ đậu, dưa leo, chuối. Hàng tuần nên ăn thêm 20 gram rau câu, 3 lon đậu phộng, 3 quả trứng gà, vịt, hột vịt lộn, v.v. Tẩy da chết. Nhiều bạn chỉ chú ý đến việc làm đẹp da mặt mà không để ý đến bàn tay của mình. Da bàn tay là nơi dễ tố cáo bạn về sự lão hóa nhất. Giống như da mặt, đôi tay cũng cần được tẩy da chết từ 2-3 lần một tuần. Trong trường hợp không muốn dùng sản phẩm chuyên biệt, bạn có thể sử dụng công thức tự chế từ nước chanh và nước hoa hồng theo tỷ lệ 1-3. Rửa sạch đôi tay với nước ấm, rồi thoa hỗn hợp lên da khoảng 10-20 phút, rửa lại với nước sạch để giúp bàn tay bạn có làn da tươi mới hơn, nhiều sức sống và mềm mại hơn. Dưỡng ẩm cho da tay. Thoa kem dưỡng ẩm cho đôi tay bạn mỗi lúc có thể, vì bàn tay thường xuyên phải tiếp xúc với hóa chất, chất tẩy rửa như xà phòng, nước rửa chén, v.v. Sử dụng kem dưỡng tay hay dung dịch dưỡng dạng lỏng được thiết kế đặc biệt dành cho vùng da tay. Bạn nên cho chúng vào những chai nhỏ để có thể luôn mang theo trong túi xách. Bạn cũng đừng quên để các sản phẩm dưỡng tay xuất hiện tại vị trí quan trọng trong nhà như bồn rửa chén, phòng tắm, v.v. để dễ dàng sử dụng. Không rửa hay ngâm tay trong nước quá nóng hoặc quá lạnh. Bạn nên rửa tay hoặc ngâm tay trong nước có độ ấm vừa phải, bởi nếu nước quá lạnh sẽ làm co tắc và giãn nở bất thường các mao mạch ở tay. Nếu nước quá nóng sẽ lấy đi các bã nhờn trên da, sẽ làm cho da bạn bị khô ráp hay đỏ ửng. Cấp cứu da tay xuống cấp. Bột nở là một công thức tuyệt vời để loại bỏ da chết tại những vùng da khó trị như gót chân, đầu gối, khuỷu tay, bàn tay lão hóa, v.v. Bạn làm ướt tay rồi dùng một muỗng cà phê baking soda, bột nở, massage nhẹ nhàng hai bàn tay khoảng 2-3 phút. Tiếp tục rửa tay nhẹ nhàng dưới vòi nước sạch. Sử dụng khăn thấm khô lượng nước còn lại trên tay nhưng tuyệt đối không được chà xát.
Sử dụng khăn một cách nhẹ nhàng sẽ kích thích lớp biểu bì trên tay phục hồi, tái tạo nhanh hơn, khiến đôi bàn tay bạn tươi trẻ hơn. Khi đôi tay bạn vẫn ẩm, thoa một lượng vừa đủ lớp kem dưỡng để tăng cường độ ẩm cho các vùng da chai sần trên cơ thể, có thể mua tại các hiệu thuốc. Sau đó, hãy bao phủ tay bạn bằng đôi găng tay vải hoặc tất sạch và giữ nguyên như vậy để qua đêm. Mặt nạ cho tay. Với trường hợp da tay khô, một mình kem thoa tay sẽ không hiệu quả. Bạn hãy trộn một lòng đỏ trứng gà, một muỗng cà phê mật ong và một muỗng cà phê bột mì. Thoa hỗn hợp này lên mu bàn tay và lòng bàn tay, để trong khoảng 15 đến 20 phút, rồi rửa lại với nước sạch là được. Dùng găng tay khi làm nội trợ. Bên cạnh việc sử dụng các sản phẩm dưỡng và đặc trị, bạn cần lưu ý hạn chế tiếp xúc trực tiếp với các loại chất tẩy rửa có tính khử mạnh, các chất cồn, v.v. bởi chúng có thể gây khô da, tiếp xúc lâu ngày, thậm chí làm tay bạn thô ráp, bong tróc da. Sử dụng găng tay cao su để giặt đồ, rửa chén bát để bảo vệ đôi tay của bạn. Tránh tiếp xúc với ánh nắng. Tia tử ngoại là một trong những tác nhân gây lão hóa hàng đầu, làm đẩy nhanh quá trình già hóa và hình thành nếp nhăn, vết đồi mồi trên da bạn. Do vậy, các bạn đừng quên che chắn đôi tay cẩn thận với găng tay và thoa đều kem chống nắng lên tay 30 phút trước khi ra ngoài. Hãy cùng Mẹo và Cuộc Sống chia sẻ mẹo này đến mọi người để cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn các bạn nhé!